Tập 10. Tránh ra đi, tôi đang chơi game mà. Hôm nay cô uống phải thuốc súng rồi sao? Cơm tôi đâu? Tôi từ chức rồi. Anh xé cũng không có tác dụng đâu. Tờ đơn này tôi đã giao cho bộ phận nhân sự rồi. Tôi đến chỉ để thông báo cho anh thôi. Tôi không làm nữa. Hợp đồng lao động cô ký kết với công ty là 3 năm đấy. Cô mới làm có vài ngày. Cô có trách nhiệm không vậy? Bây giờ không phải là vấn đề có trách nhiệm hay không nữa. Toàn bộ công ty đều đang đồn ầm tới với anh lên kìa. Anh biết không? Anh có biết họ nói gì không? Họ nói tôi và anh đang yêu nhau đó. Nói tôi quyến rũ anh sau đó đá Trần Triết đi. Xin đấy, tôi đến đây để làm việc mà. Tôi không muốn bọn họ bàn tán sau lưng tôi. Tổn thất danh dự tôi ai bù đắp đây? Được, vậy chỉ bằng như vậy. Tôi bây giờ triệu tập một đại hội toàn bộ các chúng ta. Cô thấy sao? Âu Dương, tôi không có thời gian đùa cợt với anh. Tôi đồng ý đến A-Smith làm thư ký cho anh. Không phải là vì cái này. Như vậy đi, trước tiên cô đến mà làm việc của tôi, mà túi sách đó qua đây. Xin thứ lỗi tổng giám đốc Âu, tôi bây giờ đã không còn là thư ký của anh nữa rồi. Anh muốn lấy cái gì tự đi mà lấy đi. Trong cái túi đó có bản hợp đồng giữa chúng ta. Cô mang qua đây đi. Cô đi hay ở, chúng ta dựa theo hợp đồng nói chuyện được không? Cô nhẹ nhàng một chút đi. Cô có chút tình người nào không vậy? Hợp đồng lao động, tôi đọc cho cô nghe. Hợp đồng lao động một số năm, nếu như bên B trong thời gian thực hiện hợp đồng vô cớ từ chức, bên A có quyền đưa ra bồi thường thiệt hại cho bên B. Làm việc đủ 2 năm không đến 3 năm phải bồi thường 10 vạn tệ. Đủ một năm không đến 2 năm bồi thường 20 vạn tệ. Cô bây giờ làm chưa đến một tuần có đúng hay không? Nếu như căn cứ vào hợp đồng mà nói thì 40 vạn tệ vậy. 40 vạn tệ có không? Yên tâm đi, hợp đồng tôi đều đã giúp cô xem cả rồi. Cô tuyệt đối không chịu thiệt đâu. Cô xem kỹ đi. Anh chính là tên lừa đảo, còn tôi là con ngốc. Tôi lại không thể tin tưởng loại người với anh. Tôi không xem hợp đồng. Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Hôm nay tôi cho cô một bài học. Sau này khi cô ký kết hợp đồng với người khác, nhất định phải xem xét kỹ càng. Nếu không sau này trên xã hội, cô chịu thiệt lớn đó. Thù lao công ty trả cho mỗi nhân viên đều là hậu hĩnh nhất trong giới cùng ngành. Vậy đương nhiên nhân viên cũng có nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm mạo hiểm lớn hơn. Như vậy đi, giữa hai chúng ta xem ra thì có chút tình cảm qua lại. Trái hợp đồng tôi giảm cô một nửa. Âu Dương, anh cố ý đúng không? Anh sớm đã lưu lại thủ đoạn này rồi. Đương nhiên, nếu không tôi lấy cái gì để giữ cô lại. Anh đúng là tên vô lại mà. Lâm Mỹ Nhã, con gái như cô không chỉ không có não, cô còn không có mắt nhìn người nữa. Mắt thì thiếu, tròng não thì thiếu. Cô vô dụng quá đi. Sao cô không suy nghĩ kỹ? Khi đó Trần Triết kiên quyết chia tay với cô, cấm sừng cô. Bây giờ lại đến tìm tôi. Nói nhăng nói cười gì đấy? Nói với tôi là muốn ở bên cô. Bảo tôi tránh xa cô ra. Còn nữa, lúc cô mới tới công ty làm việc,
Hành động của anh ta có giống như vừa mới chia tay cô không? Tôi là đàn ông, tôi hiểu được bọn họ chứ. Cho nên tôi nói chuyện này nhất định có vấn đề. Tuyệt đối không có nhìn nhận khía cạnh bên ngoài dễ dàng như vậy. Nếu tôi là cô, tôi kiên quyết nhất định giữ lại. Tôi không chỉ phải điều tra ra chân tướng, còn phải trả lại sự trong sạch cho bản thân mình. Tóm lại lý lẽ cần nói tôi đều nói hết rồi. Nếu cô thông não rồi thì ra ngoài mua đồ ăn trưa cho tôi. Đúng là đồ ngốc. Anh nói em nè, Lê Vy Vy, thích một người không sai. Như một người con gái, em có thể thận trọng một chút được không? Khi mình thể hiện, kiềm chế là một chút có được không? Kiềm không nổi. Trong chiếc hộp bảo bối đựng gì vậy? Anh còn nhớ hồi nhỏ Âu Dương luôn thích đến nhà chúng ta chơi không? Đương nhiên nhớ rồi. Hồi nhỏ cô ấy ngày nào cũng làm ồn, chạy sang nhà chúng ta nô đùa, chuyên môn bám theo anh. Anh dắt theo cô ấy đến phát mệt. Nhớ có một lần cô ấy đến nhà chúng ta chơi, làm dở tan tành thứ đồ gớm mà cha yêu thích nhất. Hai chúng ta dọa tới mặt cắt không còn một miếng máu. Em đoán xem thế nào? Anh tìm thấy lọ keo 502 rồi cứ đem đồ gớm của cha cứ vậy mà dán lại. Anh cứ tưởng mọi chuyện thuận lợi, cha chúng ta không phát hiện ra. Cuối cùng ông ấy quả nhãn kim tinh, nhìn một cái liền phát hiện ra. Ông ấy hỏi ai làm, anh dũng cảm đứng ra nói anh làm. Lời chưa dứt, một bàn tay đã giơ lên. Năm ngón tay in trên mặt anh trai em hai ngày không hết. Chuyện này coi như anh chịu tội thay cho Âu Dương. Anh trai em tuyệt vời không? Tuyệt vời. Điều em nói không phải chuyện này. Em muốn nói mỗi lần anh ấy đến đều lấy cớ không về ăn chực cơm tối. Đúng vậy, từ nhỏ đã phàm ăn tục uống, như quỷ đói đầu thai. Nhưng cũng phải nói ngược lại, đồ ăn dì Dương nhà chúng ta nấu thực sự rất ngon. Âu Dương rất thích ăn. Bento này em mang đến là chính tay dì Dương nấu đó. Dì Dương nấu sao? Không phải dì Dương đã rời nhà chúng ta 10 năm rồi sao? Em đi đâu tìm bà ấy vậy? Vậy anh khen em trước đi. Anh khen em gì đây? Em có lòng tin đi tìm nhà bà ấy, đòi bằng được bà ấy nấu cho em đó. Lê Vy Vy, anh thực sự phục em rồi. Vậy trong đó là món ăn gì vậy? Chính là những món Âu Dương yêu thích nhất. Hồi còn nhỏ nãy hay đến, không thiếu một món nào. Em đã quyết định rồi. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều sẽ mang đồ ăn cho anh ấy. Em không tin, con tim bé nhỏ của anh ấy không bị em làm tan chảy. Người trong tầm ngắm của Vivi và chúng ta, ai lại có thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của em đây? Chính xác. Nhìn gì vậy, Vy Vy? Không có gì. Đi thôi. Anh à, em đột nhiên nhớ ra, em còn phải mua cho Âu Dương ly cà phê. Anh lên trước đi. Được. Chờ một chút. Cái này em tận tay đưa cho cậu ấy. Được rồi. Trần Triết, anh buông tay ra, bỏ tay ra. Anh làm gì vậy? Tại sao nhất định không nhận điện thoại của anh chứ? Tại sao tôi phải nhận điện thoại của anh? Sao chậm như vậy? Em làm gì phải đến Outlet làm gì? Tại sao phải làm thư ký của Âu Dương?
Hai người bây giờ rốt cuộc có quan hệ gì? Xin hỏi bây giờ dựa vào thân phận gì đến hỏi tôi mấy lời này? Nếu như tôi nhớ không nhầm, chúng ta hình như đến quan hệ bình thường cũng không còn. Anh muốn tôi lấy thân phận nào để trả lời anh đây? Anh xin lỗi. Lời trước đây anh nói là do anh có chút nặng lời. Tôi dẫu như quan hệ gì rất quan trọng sao? Rất quan trọng. Là anh muốn chia tay tôi. Bây giờ tôi đều đã chấp nhận rồi. Chúng ta bây giờ không còn quan hệ gì. Sao cậu hỏi tôi những lời đó làm gì chứ? Tôi đến office làm việc thì sao? Làm thư ký của Âu Dương thì sao? Không hề liên quan tới anh. Anh còn muốn chạy đến chỗ của Âu Dương bảo anh ta tránh xa tôi làm gì? Có phải anh rất muốn nhìn thấy cảm giác tôi phục tùng sự sai khiến của anh không? Phải, đúng vậy, tôi rất yêu anh. Nhưng tôi không phải là đồ chơi của anh. Là thứ anh muốn dứt thì dứt, muốn nhặt lại thì nhặt. Trước đây là anh không tốt. Vậy em có thể gì anh? Rời khỏi Auckland, từ chức bên Âu Dương không? Tại sao chứ? Mày chậm chạp thật đấy. Ai chậm chạp? Hẹn với Vivi rồi chứ gì? Gì mà hẹn với Vivi, anh đừng có dọa tôi. Sao anh lại đến đây? Không phải, cậu chưa hẹn với Vivi sao? Nó muốn bằng được đến đây đưa đồ ăn cho cậu, còn bắt tôi đích thân đưa qua đây đấy. Anh không phải thực sự cùng với chị chủ tịch ở bên nhau sao? Trần Triết, tôi hận anh. Tôi không có não thiếu mắt nhìn người, mắt thiếu trong thần kinh thiếu neuron. Tôi đúng là một kẻ vô dụng. Khoảng thời gian này tôi luôn thử thách trên góc độ của anh để suy xét vấn đề. Tôi luôn hối lỗi, luôn suy nghĩ tôi rốt cuộc sai ở chỗ nào, rốt cuộc nguyên nhân là gì, là khiến anh đột ngột quay ra ghét tôi như vậy. Anh chính vì một nữ chủ cấp cao mà chia tay tôi. Không đúng, cái gì em đang nói như vậy? Ai ở bên nữ chủ cao cấp chứ? Em nghe mấy cái lung tung này ở đâu vậy? Không đúng, chị giờ đâu bạn nghĩ anh là loại người này? Xin thứ lỗi giám đốc Trần. Bây giờ tôi nhận ra hình như tôi không hề hiểu anh. Tôi muốn đến Outlet làm việc. Tôi muốn làm thư ký của Âu Dương. Cuộc đời tôi tự quyết định, không cần giám đốc Trần thao trí. Lâm Mỹ Nhã, Lâm Mỹ, có một đoạn đường đi kiểu gì mà mất nhiều thời gian như vậy? Cô đi đâu chứ? Tôi có việc đấy. Bệnh hay quên của cô nặng thật. Hắt hết rượu vang của tôi coi như không có chuyện gì xảy ra đúng không? Vậy cô muốn gì? Có phải cô đến đưa đồ ăn cho Âu Dương không? Cô muốn quyến rũ Âu Dương ít nhất cũng phải có tâm trí chứ. Mua tạm bợ đồ phế phẩm dĩa hè mà nghĩ mua chuộc đồ anh ấy sao? Anh ấy ăn vài bữa cơm bụi của cô. Cô thực sự cho rằng khẩu vị của anh ấy cũng rẻ tiền giống cô sao? Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô về đi đâu vậy? Đừng trách tôi chưa cảnh cáo cô. Tránh xa Âu Dương ra. Quên mất chưa nói cho cậu biết, Lâm Bị Nhã hiện giờ là thư ký của tôi. Tôi phải lập tức hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Cô ấy bắt buộc trước khi Lê Vi Vi tới phải trở về cho tôi. Anh nói xem sao Lâm Bị Nhã không nhận điện thoại của tôi vậy? Nhìn gì vậy Vi Vi? Không có gì. Anh đi đâu vậy? Tiểu thư Lê Vi Vi, những đồ ăn này đều chính Âu Dương lựa chọn. Nếu cô cảm thấy khẩu vị của tổng giám đốc rất rẻ tiền thì cô tự nói cho anh ấy, đừng có đổ lên đầu tôi. Còn nữa, bây giờ tôi là thư ký của Âu Dương, giờ là thời gian làm việc của tôi, xin lỗi. Thư ký? Vậy tôi phải xem thư ký như cô mua được cho anh ấy cái gì? Một bát mì sao? Được, vậy chị đây sẽ dùng bát mì này làm cho cô sáng mắt ra. Sao hôm nay cưng lại biết sợ như vậy, không dám trả đũa sao? Bị tôi nói trúng rồi chứ gì?
Xem tiếp theo là cái gì nữa đây? Sủi cảo tôm. Tôi trộn chúng lên giúp cho cô. Đánh trả đi. Đánh trả đi. Đánh trả. Đúng, chính là tôi không dám đánh trả đấy. Chính là tôi quyến rũ Âu Dương. Tôi quyến rũ được anh ấy rồi thì sao? Tôi quyến rũ được anh ấy, chiếm được anh ấy bên cạnh rồi. Cô có ý kiến không? Đồ gái rẻ tiền. Tôi biết ngay mà. Tôi biết mà, cô thừa nhận rồi chứ gì. Cô quyến rũ Âu Dương, đúng là con gái rẻ tiền. Tiểu Tam, thứ Tiểu Tam bốc mùi. Đồ Tiểu Tam thối tha. Tiểu Tam. Tiểu Tam thối tha. Lê Vi Vi. Tiểu Tam. Lê Vi Vi. Em làm gì vậy? Anh đến đúng lúc lắm. Thứ tiện nữ này thừa nhận quyến rũ Âu Dương. Còn nói cô ta chiếm được Âu Dương rồi. Em im miệng đi. Đi, rời khỏi chỗ này. Anh, sao anh cứ giúp cô ta vậy? Anh quên cô ta hất rượu vai của em rồi sao? Em làm loạn đủ chưa vậy? Thật mất hết thể diện. Đi. Lâm Mỹ Nhã, cô đến đâu rồi? Sao có mua đồ ăn thôi cũng lâu như vậy? Cô sắp đến Tây Thiên thỉnh kinh rồi sao? Cô nghe rõ cho tôi. Sau này tôi gửi tin nhắn cho cô phải lập tức trả lời, nghe thấy không? Chị à? Không phải em nói chị đâu. Được, em qua ngay. Chị, tìm mấy có chuyện gì sao? Dạ. Ngồi đi. Đây là cái gì? Đây là hồ sơ nhân sự của thư ký mới của em. Sao vậy? Thư ký trước đây của em có vấn đề gì sao? Tốt nghiệp thạc sĩ làm quản lý hành chính cho em. Chị không hiểu sao còn chưa hài lòng. Chính là bởi vì quá hài lòng. Người ta đích thân là một thạc sĩ giỏi qua đây làm thư ký cho em. Quá lãng phí nhân tài rồi. Em thấy người ta phải vừa dọn vệ sinh cho em, vừa chạy mua đồ ăn cho em. Em không nỡ lòng. Nhân tự kỳ tài mà. Em đã sắp xếp cho cô ta ở một chức vụ thích hợp hơn. Điều đó có lợi cho toàn bộ công ty chúng ta. Em tưởng chỉ cả ngày ở trong phòng làm gì thì không biết chuyện gì xảy ra sao? Bây giờ toàn bộ công ty đều đang đồn đại giữa em và Lâm Mỹ Nhã và Trần Triết có chuyện gì đó không rõ ràng. Chị cho em 3 ngày xử lý sạch sẽ chuyện người con gái này. Sau 3 ngày chị không muốn lại thấy cô ta trong công ty nữa. Tại sao vậy? Lâm Mỹ Nhã thì làm sao? Công việc là công việc. Cô ta và Trần Triết sớm chia tay rồi. Cô ta bây giờ là thư ký của em. Em và cô ta không hề có quan hệ gì. Có tật giật mình à? Chính bởi vì người công ty nói, em liền đuổi cô ta đi. Vậy không phải mình thừa nhận rồi sao? Hiện tại tất cả mọi người đều nói em chỉ theo đuổi Lâm Mỹ Nhã, cố ý muốn đuổi việc Trần Triết. Em có biết chuyện này sẽ gây ấn tượng xấu hay không? Nhiều chuyện thì kệ họ đi. Họ nói thế nào em quản được sao? Em đã nói rồi, em và hai người họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Em làm tốt việc của bản thân là được. Em làm tốt việc của bản thân rồi sao?
Chuyện gì đều nghĩ cho bản thân mình. Em có từng nghĩ cho người khác không? Em có từng nghĩ cho công ty hay không? Hiện giờ chuyện này chỉ lưu truyền trong nội bộ công ty. Nếu như lan truyền ra ngoài, em có biết bao nhiêu người đang nhìn vào tập đoàn của chúng ta mà giễu cợt không? Em mới đến công ty liền gây ra chuyện lớn như vậy. Chỉ thấy công ty sớm muộn cũng sẽ có ngày bị quỷ hoại trong tay em thôi. Chị à, em trước đây thể hiện rất rõ ràng rồi. Em căn bản vốn không muốn tiếp nhận công ty này. Mặc dù em không rõ suy nghĩ của ba, nhưng mà ông ấy rất quan tâm chị. Cho nên chuyện này chị tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều được không? Suy nghĩ của ba em không biết được đâu. Nếu như em thực sự không muốn can dự, vậy tới công ty làm gì? Em không phải ghét ngồi làm việc hay sao? Miệng thì nói không muốn tiếp nhận công ty, nhưng hiện tại mỗi chuyện mà em làm đều đang thách thức quyền hạn của chị. Chị giống chị cảm thấy em cảm tính ấu trĩ, nhưng chị thực sự không nghĩ được rằng đằng sau sự cảm tính ấu trĩ là sự đạo đức giả. Điểm này em và ba thực sự quá giống. Chị à, chị nhất định phải nói như vậy sao? Em không biết bản thân rốt cuộc làm sai những gì. Kể từ khi chị tốt nghiệp đại học, toàn bộ con người chị giống như thay đổi hoàn toàn, càng ngày lạnh lùng với em hơn. Chị thậm chí không chấp nhận nhìn thẳng vào em. Hồi nhỏ chị đối với em rất tốt. Công việc ba bận rộn, mẹ ở nhà một mình uống rượu. Khi đó chỉ có chị. Chị xuất sắc như vậy, em luôn vui sướng chị là chị của em. Em luôn vì chị mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng tại sao lại biến thành bộ dạng hiện tại chứ? Lẽ nào chỉ vì em là con ruột máu mủ của ba sao? Em trước đây đều chưa từng muốn tranh giành gì với chị. Thực sự đấy, em có thể không cần bất cứ thứ gì. Vậy nên em còn ấu trĩ như vậy. Chỉ biết đứng trên góc độ nhìn nhận của mình xem xét vấn đề. Em không là chị, em sẽ không hiểu được cảm nhận của chị. Nói chung hiện tại, chị lấy tư cách chủ tịch tập đoàn ra lệnh cho em lập tức đuổi việc Lâm Mỹ Nhã. Lâm Mỹ Nhã không phù hợp với công ty, bất luận chế độ quy tắc. Em sẽ không đuổi việc cô ấy. Chỗ quần áo bẩn đó của cô, lát nữa giao cho bọn họ đem đi giặt. Đợi sau khi giặt sạch, tôi đích thân mang qua cho cô. Mỹ Nhã, chuyện hôm nay tôi thực sự rất xin lỗi. Chúng tôi nuông chiều Vivi xin hư rồi. Đợi sau này có thời gian, tôi nhất định đưa Vivi đích thân xin lỗi cô, được không? Cô không biết cô thích kiểu dáng nào, đã chuẩn bị cho cô một số quần áo, cô tự lựa đi. Nếu như không có đồ cô thích, có thể thay đổi không sao hết. Tôi đứng phía dưới chờ cô. Lựa chọn tự nhiên được cách 6. Chăm sóc tốt nhé. Tiểu thư Lâm, xin mời cô lựa chọn.
Tôi mua đồ ăn thôi mà mua lâu như vậy sao? Tôi đói sắp chết rồi. Sao em lại ở đây? Phòng việc của tôi sao lại biến thành như vậy? Lãng mạn không? Em sắp xếp bố trí không gian đấy. Bữa trưa tình yêu. Em qua đây để đưa đồ ăn cho anh sao? Làm chuyện này còn chấp nhận được? Đói chết rồi. Đồ ăn này mua ở đâu vậy? Mua gì chứ? Những đồ ăn này đều là đích thân dì Dương nấu đó. Dì Dương? Em nói dì Dương nhà em sao? Bà ấy không phải sớm nghỉ việc rồi à? Người ta vì anh cất công tìm đến nhà bà ấy, đòi bà ấy nấu đấy. Toàn bộ là đồ ăn mà anh cực kỳ thích hồi nhỏ. Hương vị tuổi thơ không? Thật sự đúng là hương vị tuổi thơ. Sau này mỗi ngày em đều mang đồ ăn cho anh. Anh muốn ăn gì cứ nói với em. Em nói dì Dương nấu cho anh ăn. Phải rồi anh biết không? Lúc nãy ở sảnh em lại đụng phải tiện nữ Lâm Mỹ Nhã. Cô ta lừa em đó cô ta là thư ký của anh. Lại còn chạy ra mấy tiệm ăn lề đường đi mua vài thứ đồ ăn rẻ tiền, còn muốn mang tới cho anh ăn nữa. Trơ trẽn làm dơ bờ khẩu vị của anh. Nếu em không bắt bẻ cô ấy, cô ta còn tưởng anh dễ bắt nạt lắm. Hơn nữa em giúp anh tra hỏi cô ta, bản thân cô ta thừa nhận rồi. Chính là cô ta cố ý quyến rũ anh đấy. Anh tuyệt đối đừng để cô ta lừa. Cô ấy đâu? Cô ta lẽ nào thực sự là thư ký của anh? Thì sao? Cô ấy không thể là thư ký của tôi sao? Là tôi sai cô ấy đến mấy tiệm ăn lề đường mua đấy. Đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Có phải em làm gì cô ấy rồi không? Anh đừng có gọi điện thoại cho cô ta nữa. Anh trai em đưa cô ta đi rồi. Anh thẳng thừng bỏ cô ta đi. Loại người như cô ta căn bản không xứng làm thư ký của anh đâu. Anh đừng tự tìm rắc rối cho bản thân mình. Anh ăn cơm trước đi mà. Người ta có lòng mang tới cho anh. Anh dù sao cũng ăn vài miếng đi. Đúng đấy, tôi chính là không dám đánh trả. Là tôi quyến rũ Âu Dương đấy. Tôi quyến rũ anh ta thì sao? Tôi quyến rũ anh ta rồi tôi chiếm được anh ấy bên cạnh. Cô có ý kiến không? Anh thấy chưa? Lúc đó có người ghi hình. Đây chính là bằng chứng. Tôi biết mà. Cô thừa nhận rồi chứ gì? Cô thừa nhận cô quyến rũ Âu Dương. Cô là đồ tiện nữ. Tiểu Tam. Tiểu Tam thối tha. Cô là đồ tiểu Tam thối tha. Anh nhìn em làm gì? Cô ta thừa nhận cô ta quyến rũ anh. Em dạy dỗ cô ta một chút không được sao? Tổng giám đốc Lê, những quần áo anh chuyển cho cô Lâm Mỹ Nhã, cô ấy không chọn bộ nào. Tại sao? Cô ấy không thích sao? Cô ấy tự đến cửa hàng nhỏ đối diện rồi. Được rồi, tôi biết rồi. Vậy tổng giám đốc Lê, tôi xin phép về trước. Xin chào quý khách, xin chào. Bộ này giảm giá 50% giá bao nhiêu? 128 tệ. Được, tôi mua. Phòng thử đồ ở đâu vậy? Ở bên đó. Được, cảm ơn. Được khách sáo.
Cảm ơn chú Tiểu Lê. Đừng có sáu. Khi nãy chuẩn bị cho cô nhiều quần áo đẹp như vậy, cô một bộ cũng không lựa tới, còn mất công tự mình đi mua. Tại sao vậy? Chú Tiểu Lê, những bộ quần áo đó quá đắt đi, mặc lên người tôi cũng không thích hợp, tôi không thể nhận. Càng huống hồ anh vừa đưa tôi thoát khỏi chỗ đó, cứu tôi giữa nước sôi lửa bỏng, tôi đã rất biết ơn rồi. Uống nước ép đi. Cảm ơn. Xuống xe. Em không xuống. Xuống xe. Em không xuống xe đó. Anh làm gì vậy? Em không xuống thì đừng có kéo em mà. Em sẽ không xin lỗi. Anh nghĩ thế nào thì nghĩ. Anh buông em ra đi. Buông ra. Âu Dương, anh buông ra. Buông em ra coi. Em chết cũng không xin lỗi cô ta đâu. Chính là Lâm Mỹ Nhã gài bẫy anh mà. Anh còn để cô ta làm thư ký cho anh. Anh bị cô ta làm cho mê muội rồi. Buông em ra coi. Buông ra. Em không xin lỗi cô ta đâu. Anh buông ra cho em. Buông ra coi. Anh buông ra. Buông ra coi. Xin lỗi. Em không đó. Lâm Mỹ Nhã bây giờ là thư ký của tôi. Em ức hiếp cô ấy chẳng khác nào ức hiếp tôi. Em xin lỗi hay không? Anh cũng không giúp em sao? Lâm Mỹ Nhã, con người cô sao lúc trước một kiểu, lúc sau một kiểu vậy? Khi trước mặt tôi rõ ràng thùy và cô quyến rũ Âu Dương, bây giờ cô lại diễn rồi. Em đang giúp anh đó, còn không cảm kích em nữa. Vì vì em làm loạn đủ chưa vậy? Em xem bây giờ em biến thành bộ dạng gì? Làm chuyện sai trái không biết hối lỗi. Cô khăng khăng một mực trách móc người ta. Đây là thứ mà gia đình Lê chúng ta dạy dỗ em sao? Đây là thứ em học được ở nước ngoài sao? Đây là thứ em dạy công tu dưỡng sao? Chú Tiểu Lê, mọi người đừng tức giận như vậy. Tôi không sao, tôi rất ổn mà. Đại sảnh khách sạn lớn bao nhiêu người đang nhìn. Các anh được ép cô ấy. Không được. Lê Vi Vi, hôm nay em bắt buộc phải xin lỗi Lâm Mỹ Nhã. Nếu không sau này đừng trách tôi thẳng thừng không quan tâm em. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Tôi không nên đổ mì và sủi cảo tôm lên đầu cô. Lên đầu ai? Lâm Mỹ Nhã. Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Cô không sao chứ? Tôi có thể có sao? Tôi đây không phải rất ổn sao? Thực sự rất có lỗi. Lần sau tôi thay mặt Vivi và chúng tôi xin lỗi cô. Như vậy đi, để thể hiện thành ý, tôi đứng ra trả ăn cơm, xem như đền bù. Âu Dương cùng đi không? Ý của Mỹ Nhã thì sao? Từ khi vào cho tới nay, một câu cũng không nói. Có chuyện gì sao? Hôm nay ở đại sảnh công ty, tiết mục ầm ĩ của Lâm Mỹ Nhã và Lê Vi Vi, anh biết không? Em đã báo cho Âu Dương rồi, bảo cô ấy lập tức đuổi việc Lâm Mỹ Nhã. Cậu ta có đồng ý thì tốt. Lâm Mỹ Nhã làm thư ký cho Âu Dương, anh thấy thế nào? Anh có thể cảm thấy thế nào chứ? Anh và Lâm Mỹ Nhã sớm đã không còn liên quan. Cô ta đến công ty hay không, làm thư ký cho Âu Dương hay không, không có chút liên quan nào với anh hết. Trái lại chuyện này hiện giờ còn ầm ĩ xôn xao.
Anh là cảm thấy chúng ta có thể trả lại một nhát dao. Vốn lẽ trong công ty đang loan truyền Lâm Mỹ Nhã đá anh vì để tiếp cận Âu Dương. Cô ta đi quyến rũ Âu Dương làm thư ký cho cậu ấy. Hiện tại cô ta trong đại sảnh, trước mặt tất cả mọi người ở đó, chủ động thừa nhận cô ta đi quyến rũ Âu Dương, còn ở cạnh Âu Dương. Em thấy sau khi xảy ra chuyện như vậy, những cổ đông lớn, cổ đông nhỏ trong hội đồng quản trị biết chuyện sẽ còn yên tâm đem Outlet giao vào tay Âu Dương không? Còn có ba của em, không biết hiện giờ ông ấy đã biết chuyện này chưa? Nếu như ông ấy biết, ông ấy sẽ phản ứng thế nào? Còn không chỉ như vậy, hiện giờ những tin tức bịa đặt đó, chúng ta còn có thể đổ thêm dầu vào lửa. Ở lần tới hội nghị thường niên của công ty, đẩy trách nhiệm cho Âu Dương làm, đem tổng thể phương án tuyên truyền 6 tháng cuối năm giao cho cậu ta thực hiện. Vậy không được, cậu ta sẽ hủy hoại công ty mất. Cậu ta không hủy hoại công ty được, bởi vì còn có em ở đó. Em sẽ không đứng yên nhìn Âu Dương hủy hoại Outlet. Cho nên em sớm chuẩn bị sẵn sàng một phần phương án, chính là đợi đến khi cậu ta bị tuột dây xích, em liền đứng ra tiếp quản toàn bộ. Như vậy tất cả là quay về quỹ đạo. Nhưng mà trong khi diễn ra quá trình này, tất cả mọi người sẽ rõ ràng thấy được rằng Âu Dương chỉ là một kẻ bù nhìn, giật dây vô dụng. Như vậy vị trí của cậu ta với hội đồng quản trị càng lúc càng xa. Cảm ơn. Chúng ta đổi nhà hàng đi. Sao phải đổi, đã đến rồi mà. Chủ ngồi của nhà hàng này tôi sớm đặt chỗ rồi. Đồ ăn của nhà hàng vô cùng đặc biệt. Tôi biết đồ ăn của nhà hàng này ngon, nhưng mà hôm nay tôi muốn ăn gì đó khác. Cậu chính là tính tình lúc nắng lúc mưa, cũng chỉ có mình tôi chịu đựng được cậu thôi. Vậy được, để tôi chào chào hỏi ông chủ một lát. Hai người đợi ở đây đi. Xin kính chào quý khách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.